nghi vấn tướng Ukraine trúng tên lửa bay màu. UAV cảm tử Nga phá hủy xe tăng Abram gần Adyipka. Nga đánh đột phá lớn, Ukraine vướng vào tình huống xấu. Kỳ vọng vào vòng đàm phán mới về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói về điều tiếc nuối trong bài phát biểu thông điệp liên bang. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây, xin mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Theo nguồn tin từ các kênh truyền thông Ukraine, tướng Sergei Menik, biệt danh Masen, chỉ huy quân khu Kharkov đã biến mất bí ẩn sau một báo động không kích. Vụ việc xảy ra sau khi hàng loạt vụ nổ do tên lửa Iskander tấn công Kharkov. Bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội của tướng Menik, nơi ông thường xuyên cập nhật với nhiều bài viết mỗi ngày, được ghi nhận vào ngày 17 tháng 2, Nội dung bài đăng kêu gọi người dân thành phố tìm nơi trú ẩn khi có nguy cơ tấn công bằng tên lửa. Điều đáng chú ý là không có thông tin nào về số phận hay nơi ở hiện tại của vị tướng này. Ông hoàn toàn biến mất khỏi truyền thông Ukraine, không còn được nhắc đến trên các kênh báo chí địa phương. Tướng Menik từng tham gia chiến dịch tại Donbass vào năm 2019 với vai trò cố vấn pháp lý cho chỉ huy nhóm tác chiến chiến thuật Bắc. Tháng 8 năm 2021, ông được bổ nhiệm làm chỉ huy quân khu Kharkov, và từ tháng 9 năm 2022, ông kiêm nhiệm chức vụ chỉ huy nhóm tác chiến Kharkov. Ông được phong quân hàm thiếu tướng từ Pháp năm 2022. Sự biến mất bí ẩn của một vị tướng cấp cao như tướng Menik đang thu hút sự chú ý của dư luận và khiến nhiều người đặt ra nghi vấn. Truyền thông Nga vừa qua đăng tải video cho thấy cảnh hai máy bay không người lái UAV cầm tử Nga phá hủy xe tăng M1 Abrams của Ukraine do Mỹ cung cấp. Hãng tin Trianovosti đưa tin... UAV cảm tử Nga phá hủy xe tăng Abrams ở gần làng Berdychi, cách thành phố Avdiivka không xa. Nga kiểm soát thành phố này vào tháng trước. Trong đoạn video, một chiếc UAV đang tấn công vào thành tháp pháo của xe tăng Abrams, trong khi chiếc UAV thứ hai tấn công phần mua của xe tăng. Trianovosti dẫn lời đại diện nhà sản xuất UAV của Nga rằng quân đội Nga đã sử dụng hai UAV FPV để phá hủy xe tăng M1 Abrams sau khi vô hiệu hóa xe tăng này bằng súng phóng lựu. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay Lực lượng nước này đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams thứ hai của Ukraine do Mỹ cung cấp ở vùng Donbass miền đông Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc xe tăng trên bị phá hủy ở ngoại ô thành phố Avdiivka. Xoay quanh chiến sự giữa Nga và Ukraine, kênh TV nhận định nếu phương Tây không tăng viện trợ quân sự và có sự thay đổi chiến lược của Kyiv, vị thế của lực lượng vũ trang Ukraine có thể xấu đi mạnh mẽ vào mùa hè. Theo đó, một bước đột phá lớn của quân đội Nga ở chiến trường trở nên hoàn toàn có thể xảy ra do Ukraine thiếu thốn đạn dược và nhân lực nghiêm trọng. Kyiv đang gặp khủng hoảng giống như Moscow sau những thất bại đầu tiên ở Ukraine. Tuy nhiên không giống như Nga, Kyiv và phương Tây không thể huy động ngành công nghiệp quân sự và chuẩn bị nguồn dự trữ lớn. Nga hiện có rất ít lý do để không tiếp tục tấn công. Lực lượng vũ trang Ukraine còn rất ít nơi được phòng thủ tốt như Abdiivka. Điều đó có nghĩa là các cuộc tấn công của Nga có thể dễ dàng hơn trong tương lai họ đang gia tăng áp lực cố gắng thực hiện trước mùa xuân tan băng moscow cũng lợi dụng việc ukraine thiếu đạn pháo và chiến hào để tấn công trước khi đối phương có thời gian xây dựng tuyến phòng ngự kiên cố đây là một dấu hiệu xấu đối với ukraine và những người ủng hộ nước này các cuộc tấn công này có thể sẽ không được chấp thuận nếu điện kremlin không chắc chắn về triển vọng thành công nói cách khác nga đang dự đoán sẽ có nhiều chiến thắng hơn trên chiến trường nhiều nguồn tin mới đây cho biết ngành quốc phòng ở Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt loại vũ khí có sức tàn phá khủng khiếp FAB 1500M54. Với trọng lượng 1,5 tấn, quả bom này có khả năng tạo ra hố sâu địa ngục, tương đương với chiều cao của một tòa nhà dân cư 20 tầng. Tin tức đáng báo động liên quan đến việc sản xuất hàng loạt những quả bom như vậy đã được cơ quan tình báo Đông Âu Nexta tiết lộ. Nhiều nhà quan sát xung đột đã ghi nhận sự gia tăng việc triển khai những quả bom đáng sợ này. Nexta nhấn mạnh, một trường hợp gần đây trong đó lực lượng hàng không vũ trụ Nga VKS đã sử dụng một thiết bị như vậy để nhắm mục tiêu ở thị trấn Krasnogorovka gần Donetsk. Quân đội Nga gần đây đã đưa FAB-1500, một loại bom có sức nổ mạnh được trang bị mô đun điều chỉnh và lập kế hoạch tiêu chuẩn vào mặt trận ở Ukraine. Được quảng cáo là có độ chính xác lên tới 5 mét, quả bom này có thể tạo ra một hố nổ có đường kính khoảng 15 mét. Vùng tác động dự kiến trải dài khoảng 2 km vuông. Theo báo cáo, quả bom đã tấn công vào điểm định trước với độ chính xác ấn tượng. Tin tức này được chia sẻ bởi một cựu phi công quân sự và là nhà xuất bản blog dành riêng cho ngành hàng không quân sự Nga có tên Fighter Bomber trên kênh Telegram. Về bản chất, những quả bom này hoạt động như những loại đạn dẫn đường trên không, cho phép chúng đi theo quỹ đạo đã định hướng tới mục tiêu ở khoảng cách đáng kể. Về cơ bản, điều này có nghĩa là máy bay có thể phóng bom mà không cần xâm nhập không phận đối phương, do đó tránh được đáp trả từ lực lượng phòng không. Liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine nếu ông tái đắc cử vào cuối năm nay. Trong đoạn video nói về cuộc gặp gỡ với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa diễn ra hôm 8 tháng 3 tại Malaco, Florida, Thủ tướng Hungary Orbán đã dành lời ca ngợi cho cựu chủ nhân Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo Hungary cho biết, khi nắm quyền từ năm 2017 đến năm 2021, ông Trump là Tổng thống của Hòa Bình – Ông được cả thế giới tôn trọng và do đó tạo điều kiện cho hòa bình. Ông cho rằng, trước kia khi ông Trump còn đương chức, không xảy ra xung đột ở Ukraine hay Trung Đông. Hiện nay nếu ông ấy là Tổng thống, xung đột cũng sẽ không còn. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Hungary liên tục kêu gọi giải quyết chiến sự bằng giải pháp ngoại giao. Không giống các quốc gia châu Âu láng giềng, Hungary từ chối viện trợ quân sự cho Ukraine và tiếp tục duy trì một quan hệ tốt với Nga phát biểu khi hội đồng bảo an liên hợp quốc xem xét khẩn cấp vấn đề ukraine phó đại diện thường trực của trung quốc tại liên hợp quốc cảnh sảng mới đây kêu gọi nga và ukraine tăng cường tiếp tục đối thoại trực tiếp và cùng nhau tìm kiếm các giải pháp khả thi cho cuộc xung đột hiện nay ông cảnh sảng tuyên bố trung quốc ủng hộ việc triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế được cả nga và ukraine công nhận vào thời điểm thích hợp với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công bằng về tất cả các kế hoạch hòa bình đây cũng là những quan điểm mới nhất vừa được ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nêu ra tại cuộc họp báo về chính sách đối ngoại của nước này tổ chức hôm 7 tháng 3, bên lề hai kỳ họp của Nhân đại toàn quốc và Chính hiệp toàn quốc diễn ra tại Bắc Kinh. Ông cảnh sàng cho biết thêm đại diện đặc biệt của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á Âu lý huy đang thăm nga, Ukraine và các nước châu Âu để làm trung gian thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Ai Cập ngày 10 tháng 3 đã tổ chức vòng đàm phán mới nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas tại Gaza. Cuộc xung đột kéo dài suốt hơn 5 tháng qua đã gây ra thảm họa nhân đạo hết sức nghiêm trọng ở giải đất ven địa trung hải này và đang có nguy cơ lan rộng. Giống như những vòng trước đó, vòng đàm phán tại Ai Cập sẽ tập trung thảo luận và thúc đẩy các kết quả của cuộc họp ở Paris, Pháp về việc đạt được lệnh ngừng bắn ở giải Gaza và trao đổi tù nhân giữa Israel và lực lượng Hamas trước tang lễ Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 hoặc ngày 11 tháng 3, tùy thuộc vào thời điểm mặt trăng được quan sát thấy. Các cuộc đàm phán cũng hướng tới mục tiêu chấm dứt các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Gaza, đảm bảo những người Palestine vốn đã phải di rời được trở về nhà của họ và tăng cường đưa viện trợ nhân đạo vào giải đất này. Vòng đàm phán trước đó kết thúc hôm 7 tháng 3 đã không đạt được tiến triển đáng kể nào. Triển vọng đạt được lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 6 tuần trước khi tháng Ramadan bắt đầu đã trở nên mong manh. Hiện giới phân tích hy vọng nỗ lực của các bên hòa giải cũng như sự nhượng bộ nhất định từ Israel và Hamas có thể dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở Gaza vào đêm trước tháng Ramadan, tạo nền tảng cho một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Mới đây, người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hakari cho biết, Israel đã kiểm tra toàn diện một bến tàu hải quân nổi được sử dụng để chở viện trợ nhân đạo vào Gaza. Trước đó, các nhân viên từ thiện đã chất hàng cứu trợ cho người dân giải Gaza lên một xà lan trong nỗ lực quốc tế nhằm triển khai hành lang hàng hải cho người dân Palestine đang bên bờ vực của nạn đói. Open Arms, một tàu cứu hộ thuộc sở hữu của một tổ chức phi chính phủ Tây Ban Nha và từng tham gia giải cứu người di cư trên biển, đã neo đậu tại một cảng thuộc ship cách Gaza 338 km về phía Tây Bắc. Tàu sẽ kéo theo xà lan chở 200 tấn thực phẩm và đã khởi hành từ ship ngày hôm qua. Ước tính hành trình sẽ kéo dài 15 giờ bằng đường biển để đến Gaza. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, theo chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng và cùng với các đối tác của chúng tôi ở Mỹ và Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, chúng tôi đang phối hợp thành lập một bến hải quân nổi tạm thời nhằm đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza sau khi Israel kiểm tra toàn diện bến tàu này. Sứ mệnh này là sự hợp tác giữa quân đội Israel và Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ. Thông qua các tổ chức quốc tế, chúng tôi sẽ phân phối hàng cứu trợ cho những người dân có nhu cầu. Ủy ban châu Âu cho biết, hành lang viện trợ hàng hải giữa Sip và Gaza có thể bắt đầu hoạt động sớm nhất vào cuối tuần này, trong một dự án thí điểm do một tổ chức từ thiện quốc tế điều hành và được các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE tài trợ. Các lực lượng Mỹ, Pháp và Anh đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái ở Biển Đỏ sau khi khu thi liên tiếp tấn công tàu chở hàng và các tàu khu trục trong khu vực. Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya tuyên bố, lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào tàu chở hàng Propane Fortune và một số tàu khu trục của Mỹ tại Biển Đỏ và Vịnh Aden bằng 37 máy bay không người lái UAV. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom cho biết, quân đội Mỹ và lực lượng liên minh đã bắn rơi ít nhất 28 máy bay không người lái trên Biển Đỏ và dạng sáng ngày 9 tháng 3. Không có tàu hải quân nào của Mỹ hoặc lực lượng đồng minh bị hư hại trong cuộc tấn công và cũng không có báo cáo nào về thiệt hại của tàu thương mại. Trước đó, Sencom tuyên bố lực lượng Mỹ đang ứng phó với một cuộc tấn công quy mô lớn của Houthi nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ và Vịnh Aden trong khoảng thời gian từ 4 giờ đến 6 giờ 30 phút. Vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông hối hận vì đã sử dụng thuật ngữ bất hợp pháp trong bài phát biểu thông điệp liên bang để mô tả một người nhập cư không có giấy tờ bị cáo buộc sát hại một sinh viên. Trong bài phát biểu thông điệp liên bang hôm 7 tháng 3, Tổng thống Biden đã bị nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Madoje Telogreni thúc ép và lên tiếng về trường hợp Laken Riley, một sinh viên y tá 22 tuổi đến từ bang Georgia của Mỹ, được cho là bị sát hại vào tháng trước bởi một người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ. Tổng thống nhắc đến Riley, nói rằng cô là một phụ nữ vô tội bị giết bởi một người bất hợp pháp. Nhưng ông cho biết hàng nghìn người đã bị giết bởi những cư dân Mỹ hợp pháp trước khi gửi lời chia buồn tới gia đình Riley. Đảng Cộng Hòa vốn thường đổ lỗi cho Tổng thống Biden và các chính sách biên giới của chính quyền ông về những vụ việc người Mỹ bị sát hại bởi người di cư bất hợp pháp, đã coi cái chết của Riley như một biểu tượng cho sự thất bại của Đảng Dân Chủ. Trong cuộc phỏng vấn sau đó với đài MSNBC, Tổng thống Biden nói lẽ ra ông không nên sử dụng cụm từ bất hợp pháp, phải là không giấy tờ. Khi được hỏi liệu ông có hối hận khi sử dụng thuật ngữ này hay không, ông nhấn mạnh ông có hối hận. Báo Wall Street Journal đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ máy bay Boeing 737 MAX của hãng hàng không Alaska Airlines bị ung cửa vào tháng 1. Các nhà điều tra đã liên lạc với một số hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay gặp sự cố, phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Portland, bang Oregon vào tháng 1 vừa qua, Cuộc điều tra sẽ cung cấp thông tin để Bộ Tư pháp đánh giá xem liệu Boeing có tuân thủ thỏa thuận gian xếp sau hai vụ rơi máy bay 737 MAX thảm khốc vào năm 2018 và 2019 hay không. Trước đó, vào tháng 1 năm 2021, Boeing đã đạt được thỏa thuận gian xếp giải quyết vụ việc để tránh bị truy tố hình sự DPA với Bộ Tư pháp Mỹ, cho phép Boeing miễn trừ truy tố hình sự về các cáo buộc âm mưu gian dối khi che giấu lỗi thiết kế máy bay, vốn là nguyên nhân dẫn đến hai vụ tai nạn này. Đổi lại, Boeing phải trả 2,5 tỷ đô la Mỹ tiền phạt và bồi thường cho chính phủ, các hãng hàng không và quỹ hỗ trợ nạn nhân. Cùng ngày, Alaska Airlines tuyên bố sẽ hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ trong cuộc điều tra nói trên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh youtube Thế Giới Nghiêng. Xin kính chào và hẹn gặp lại!